Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết, thì mình xin kính chúc tất cả mọi người xem video của mình một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc bình an. Hôm nay thì đàn cún nhà mình được 72 ngày tuổi. Mình sẽ bắt đầu vào vaccine mũi 3. Vaccine mũi 3 và tầm một tuần nữa là có thể xuất chuồng được rồi. Ổn định sức khỏe là mình xuất chuồng. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ con giống, thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi ở góc bên góc góc màn hình nhé. Để 72 ngày trần tài rất là to, cùng gọng kinh khủng luôn. Nay mình đã bắt đầu tiêm vaccine thì vẫn như thường lệ thôi, mình vẫn trung thành với Zetit. Mọi người nhìn chắc là mọi người thì biết luôn là vaccine của hãng nào rồi đúng không? Mình vẫn tiêm vaccine của Mỹ, Zetit. Rồi mọi người cùng theo dõi cái cách mình vào vaccine nhé. Mình tiêm dưới cổ rồi. Mình tiêm trượt búa ra ngoài tiêm lại, may quá hôm nay lấy 7 mũi vaccine. Tầm này đi mua chắc chả có đâu. Hôm nay mùng 2 mà. Bạn này là bạn chắc là khủng bố nhất nhà mình ấy, đang thay lông, lông đôi trắng này. Nào, xong một con. Đây, bạn này cũng siêu to khổng lồ. Mình 72 ngày cũng tầm 10 cân hết rồi nha mọi người. Đây, xong đây, xong đây. Mỗi một dòng ấy, trên thị trường bây giờ mọi người đang cãi nhau về cái dòng Mexico với ở vòng Pháp Séc ấy. Mình thấy quan điểm của mình ấy, thì mình thấy mỗi một dòng nó sẽ có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Mỗi một dòng cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Mọi người mà không gian nuôi nhốt chật hẹp ấy, mà mọi người muốn chơi chó đẹp ấy, thì mình nghĩ không chơi được Pháp Séc với dòng phả châu Âu EU đâu. Vì phả châu Âu EU nó nghịch lắm.
Tí nữa mọi người, mình cũng nuôi hai con, một dòng châu, một dòng pháp séc, một dòng của bọn bọn một dòng pháp séc và dòng Mexico này. Dòng pháp séc thì mình sẽ nói ưu nhược điểm của pháp séc trước nhé, chia sẻ mọi người một chút. Pháp séc thì công nhận là nó rất dễ dạy, rất là thông minh, rất là ngoan. Nhưng mà cái nhược điểm của nó ấy, mọi người mà không cho nó đi chơi, không có dành nhiều thời gian cho nó ấy, chả biết là nói đến đâu. Mình đang quay video thì nó bị mất mất đấy, hết dung lượng. Về dòng Mexico mình nói thêm dòng về dòng mà lúc nãy mình đang nói pháp séc đúng không? Pháp séc thì rất tất nhiên là nó sẽ pháp séc thì nó đánh cắn huấn luyện rất là tốt, nhưng mà nhược điểm của nó thì là thần kinh nó rất là căng, mọi người rất là khó kiểm soát chúng nó, và mọi người không có thời gian dành đi chơi, nó chó nó rất dễ bị stress. Còn dòng Mexico thì nó trầm tính hơn, mọi người hình dung là nó trầm tính hơn và nó thích hợp cho mọi người nuôi chơi, nuôi làm cảnh, nuôi nói chung là tóm lại là nuôi chó đẹp chứ không phải là chó làm việc. Vì Mexico thì nó khung gọng rất là to cao, nhìn rất là hầm hố, nhìn rất là thích, nói chung là nó hợp mắt với mọi người ấy, nó hợp mắt. Còn dòng pháp séc thì nó nhỏ con hơn. Tất nhiên mọi người muốn chơi huấn luyện thì mình lên chọn dòng pháp séc để mình chơi, gọi nói chung là dòng châu Âu ấy. Còn bọn Nam Mỹ này thì nó chỉ được cái khung gọng thôi. Đàn em mình 72 ngày, hiện tại đã được con nào to thì con to nhất được 10 cân đấy, được chục cân đấy. Còn con bé thì con còi nhất, bé nhất, òn nhất thì không nói, bởi vì con đấy là nó mình chế độ chăm sóc mình từ lúc trong bụng mẹ, lúc nó ra nó đã bé mà, nó không được phổ phạp to như bọn này đâu. Con cái bé lắm. Mexico thì... đừng mọi người đừng nghĩ là Mexico nó không cắn nhá, mẹ vô cắn kinh lắm ấy, không phải đùa đâu. Cái chó dữ hay là chó hiền ấy, là một phần do người chơi ấy, do người nuôi nhá. Có người nuôi chó cực kỳ dữ nhưng có người nuôi chó không dữ đâu, mình để ý thế rồi. Chó nhà mình nhá, chó nhà mình nhá, hiện tại bây giờ như mấy con chó to nhà mình nhá, nuôi này được hơn 2 năm rồi. Đến bây giờ là mới biết bảo vệ lãnh thổ nhá. Bảo vệ lãnh thổ có nghĩa là người lạ vào nó mới cắn đấy. Chứ trước à, người lạ vào như không luôn. Bây giờ người lạ vào xem. Mọi người phải có thời gian. Nói chung là dòng chó to này ấy, mình nuôi ấy, làm sao mà nó lành ấy, nó chỉ cần sủa thôi. Thực tế là bọn Mexico này mọi người vào trong nhà người ta nhìn thấy nó mọi người đã chết khiếp rồi, nhìn nó đen, nhìn nó lửng lững, nhìn nó như con trâu, nhìn như trâu đen ấy. Mọi người xem cùng chó 72 ngày nhá, cần 72 ngày nhá. Chuẩn 72 ngày mình mới tiêm vaccine nhá. Con nó khủng long ấy. Hiện tại nó được tầm 10 cân, gần 10 cân.
Đây mình cân luôn thực tế cho mọi người xem. Mình sẽ làm cân thực tế cho mọi người xem đàn chó 72 ngày ở nhà mình. Ui, con đĩ này nhảy ra ngay. Con đĩ này nhảy ra ngay. Ê, nặng lắm rồi. Ê, cắn đâu? 72 ngày này. 10 cân, chắc là gần 10 cân. Mười cân sáu. Đây là con to nhất này. Con này khung gọng thì mọi người miễn chê luôn. Mình khẳng định mọi người luôn. Miễn chê luôn con này luôn. Miễn chê về con này luôn. Khung gọng mọi người. Có yếm ở cổ ấy, mọi người. Đầu, thủ, chân, tay. Người xem tai con này thì nó lên hết rồi. Con này to nhất nhưng mà nó lên tai đầu tiên. Này, ngực này, ức, ngực. Kinh khủng lắm. Ê. Bạn này, xem là bạn này bao cân. Bạn này thì cũng chắc thì tầm. Con này thì không không to bằng con kia rồi, con này hay. Cân bọn này là hơi khó, bọn này nó nghịch á. Ok. 10, con này hơn 10 cân đấy. Chẳng 10 cân. Nào yên nào, cân nào. Ai giờ 10 cân rưỡi. Đây xem con này bao cân. Nào mày nhảy lên trước đi, mày ngã cha mày. 10 cân 1. Mình cân thực tế xong rồi tí nữa mình cho mọi người xem từng con một. Vài hôm nữa nó mình sẽ lên một cái video lên một từng con một cho mọi người tham khảo. Mọi người thích con nào gì? Ui, nhảy như chim. Chín cân chín. Thiếu lạng nữa được 10 cân. Đấy, chạy đi chơi đấy. À, mày. Ơi. Con này. Ui. Nhảy hết ra ngoài. À. Wow. Khung gọng rồi, khung gọng, chân tay, đấy. Đây nghịch quá đấy. Đây là con đầu đàn này to. Nhà mình toàn đu đông đậm hết thôi nhá. Đuôi bắt đầu thay lông trắng xóa này, trắng này, đậm tịt luôn đấy chứ không phải là đậm vớ vẩn đâu. Thay lông đậm tịt luôn. Sao mọi người yên tâm là đậm tịt ấy, nuôi lông nó rất là sát và bóng nhìn mê.
gọi là Mexico. Nè, cắn nhau hả? Chết bây giờ. Lông đuôi phun trắng hết này. Con này sau lên màu mới đẹp này. Màu lông rất là đẹp. Chân tay đầu thủ rất là dài chó ấy. Trường dài. Những Mexico này như thế này mọi người. 70 ngày ít nhất nó phải tầm trên 8 cân. Mexico mà nuôi 6-7 cân. 6-7 cân tầm 4 tháng, 3 tháng thì chết toi. 60 ngày ít nhất nó phải đạt từ 6 cân trở lên. Nên là tối thiểu ấy, tối thiểu là 6 cân trở lên. Chứ không thể thấp hơn được. Nhiều người, nhiều trên thị trường bây giờ nhiều chó lắm. Nhiều chó toàn tắm mấy ngày bắt đầu mới được 6-7 cân thôi. Nên là nó không, sau mọi người về nuôi một thời gian nó bị còi, nó không phát triển được hết cái khung của nó ấy. Mà Mexico nó quan trọng nhất là cái khung gọng. Mà mọi người nuôi không được cái khung gọng ấy thì chán lắm. Mexico khung gọng nó phải to. Mình nuôi này là cũng chắc là được tầm 80% cái khung gọng của nó, của bố mẹ, của bố nó thôi. Chứ còn chế độ dinh dưỡng mình không thể nào 100% như bên Tây được. Nhưng vì sao chó nhập nó bao giờ nó cũng đỉnh hơn chó Việt Nam là như thế. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Video của mình đến đây là hết. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở một video tiếp theo. Video mình sẽ quay từng con một, từng chú chó một để cho mọi người cùng theo, cùng tham khảo. Và thích con nào thì mọi người có nhu cầu muốn... Mọi người mà có nhu cầu mua con giống ấy, thì mọi người có thể liên hệ với mình. Mình sẽ có thể mọi người ở gần ấy, thì mọi người sẽ đến tận nơi chọn, nhìn thực tế cho nó rõ ràng. Thì video mình đến đây hết. Chào mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé.